Hôm nay tôi rất là vui được đến tham dự cái hội thảo. Có thể nói tôi là một cái người mà cũng rất là quan tâm tới sức khỏe của mình, đặc biệt là đối với những cái sản phẩm mà nó có mang nhiều cái chất dinh dưỡng. Ví dụ như là cái sữa non tảo Nhật Spirulabet. Có thể nói đây là một cái sản phẩm mà tôi có một cái sự quan tâm rất đặc biệt. Là một cái khách hàng sử dụng cái sản phẩm này thì tôi đánh giá cao cái sản phẩm này. Cái thứ nhất ấy, đây là một cái sản phẩm mà có nhiều cái chất dinh dưỡng, vitamin này, khoáng chất này. Trong đó có cái sữa non được nhập khẩu từ Mỹ. Thế rồi là cái tảo xoắn spirulina được nhập khẩu từ Nhật Bản. Có thể nói đây là những cái chất mà nó cung cấp rất nhiều năng lượng cho cơ thể con người, nhất là đối với những cái người mà bị bệnh tiểu đường này, rồi tiền tiểu đường này, thì cái sản phẩm này nó cung cấp cho cái năng lượng của những cái người như thế là rất là cao, rất là tốt, tăng cường được sức khỏe, tăng cường được sức đề kháng, rồi là ổn định được đường huyết. Đấy là cái thứ nhất. Cái điều thứ hai là tôi thấy ở cái sản phẩm này á, nó được ứng dụng trong công nghệ của Nhật Bản. Mà như chúng ta đã biết, Nhật Bản là một cái nước mà có thể nói là họ đứng đầu về dinh dưỡng cũng như là cái thực phẩm chức năng. Đấy. Cho nên là tôi rất tin tưởng trong cái sự hợp tác này. Cái sự hợp tác này nó sẽ rất là uy tín để tạo ra được những sản phẩm có chất lượng tốt, có những cái sản phẩm có chất lượng cao. Và cái điều thứ ba là tôi thấy đây là một sản phẩm được sản xuất trên công nghệ dây chuyền của nhà máy đạt chuẩn GMP. Cái sản xuất này nó được gọi là một cái quy trình rất là khép kín, rất là an toàn, rất là lành tính. Khi sử dụng cái sản phẩm này ấy, thì có thể nói là nó rất là thơm ngon. Đặc biệt nó có hương vị của vani. Mọi người thì nghĩ đến vani thì chắc là nó có cái độ ngọt. Nhưng mà cái độ ngọt này nó không phải là ngọt của cái đường kính, cái đường thông thường, đường ăn ra ngay. Mà đây là cái độ ngọt của một cái dành cho những cái người mà kiêng đường ấy, thì người ta sử dụng cái này rất là tốt. Cho nên các bạn yên tâm rằng các bạn sử dụng cái sản phẩm này nó rất phù hợp với những người có cái căn bệnh tiểu đường. Với tôi thì tôi sẽ ủng hộ sản phẩm này và tôi sẽ đồng hành cùng cái sản phẩm này. Và không như thế, tôi sẽ giới thiệu cho tất cả những người thân, những bạn bè, những người trong gia đình cùng sử dụng sản phẩm. Tôi tên là Nguyễn Thanh Hoa, 52 tuổi. Tôi đã bị cái bệnh tiểu đường tính bây giờ cũng nhiều năm rồi. Cái đường huyết lúc nào nó cũng mấp mé, 9-10 chấm ấy. Cứ có công có việc ăn uống nó quá một tí thì thôi là đường huyết nó cứ tăng vùn vụt ấy. Tôi cũng là cái người rất ý thức với bệnh của mình rồi. Thường xuyên là uống thuốc đầy đủ này, rồi ăn uống theo chế độ bác sĩ yêu cầu, rồi tập luyện. Ngoài ra còn uống rất là nhiều các loại sữa dành cho người tiểu đường nữa. Thế nhưng mà chắc là những cái sữa nó mùi vị nó không hợp với tôi hay sao ấy. Cứ ăn uống vài bữa thôi, chỉ 5-7 bữa là thôi mình chán, tôi lại bỏ. Thế nó chắc nó không phù hợp. Người lúc nào nó cũng mệt mỏi như là thiếu năng lượng ấy. Con cái thì nó thấy mẹ lúc nào ốm rủ đi chơi cũng chẳng muốn đi. Thế hôm thì nó mua về cho tôi 2 hộp sữa. Của cái công nghệ bây giờ là sấy thăng hoa của Nhật tiên tiến nhất trên thế giới bây giờ là cái sữa non Spirulabet này này. Đấy. Các cái thành phần của nó là tảo xoắn và sữa non thì chuyên dành cho người tiểu đường nhưng mà lại không có đường. Thì uống vào các bữa phụ thì tôi uống vào các buổi chiều, cứ uống vào thì là nó không còn cảm giác là đói nữa. Thế là đến bữa tối thì tôi cũng ăn ít hơn. Thế bụng nó cũng nhẹ hơn và hay ngủ nó cũng ngon sâu giấc hơn. Thì tôi uống hết 2 hộp. Thì sau đấy đi khám thì bác sĩ cho biết là cái chỉ số đường huyết của tôi là rất là ổn định. Đấy, và bác cũng bảo là cứ giữ được cái chỉ số mà nó đều như này thì rất là tốt. Thế bây giờ thì đúng là tôi là bạn đồng hành của cái sản phẩm sữa non Spirulabet đây này.